Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đối ngoại và Hội nhập được phát sóng trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, chúng ta đang trong những thời khắc của mùa xuân của hòa bình, hòa hợp và hội nhập. Và đây cũng là thời khắc để cả dân tộc nhắc nhớ về dấu mốc vĩ đại của những mùa xuân trong lịch sử. Cách đây đúng 50 năm, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam chính thức được ký kết. Những ký ức đàm phán cam go trên bàn đàm phán cách đây nửa thế kỷ vẫn như còn nguyên vẹn, bởi nó đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, một thắng lợi của ngoại giao cách mạng Hồ Chí Minh, thắng lợi của chính nghĩa và của những người yêu chuộng hòa bình. Từ ngày 18 tháng 1 năm 1969, đàm phán Paris bắt đầu với sự tham dự của bốn bên gồm Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mỹ, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa. Danh nghĩa đàm phán bốn bên, nhưng thực chất là giữa hai phía, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mỹ. Suốt 3 năm kể từ năm 1969 đến năm 1971, đàm phán hầu như dập chân tại chỗ. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đưa ra giải pháp 10 điểm, nhấn mạnh cần tôn trọng quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Mỹ phải rút hết quân và vũ khí, nhân viên quân sự khỏi miền Nam, từ bỏ hành động xâm phạm chủ quyền. Nhưng Mỹ đòi hỏi cả miền Bắc cùng rút quân khỏi miền Nam, mỗi phía đưa ra quan điểm lập trường riêng, và cuộc đàm phán đi vào ngõ cụt, như truyền thông lúc bấy giờ gọi là cuộc nói chuyện giữa những người điếc. Thậm chí, vào ngày 22 tháng 3 năm 1972, Nixon đơn phương tuyên bố dừng các phiên họp công khai tại Hội nghị Paris vô thời hạn. Động thái này càng khiến Hội nghị Paris không có bước tiến nào trong nhiều năm, càng trở nên bế tắc. Ông ta tuyên bố sẵn sàng rút ngắn và kết thúc chiến tranh, nhưng thực tế không phải như vậy. Ông ta đang tiếp tục cuộc chiến dưới những hình thức khác mà ông ta gọi là Việt Nam hóa chiến tranh. Cho phép tôi nói thêm, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu đẩy Hội nghị Paris vào ngõ cụt. Bước ngoặt của cuộc đàm phán chỉ đến tại phiên họp của Diễn đàn Đàm phán Bí mật vào ngày 8 tháng 10 năm 1972. Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ đưa ra dự thảo Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và dự thảo thỏa thuận về quyền tự quyết của nhân dân miền Nam. Sức mạnh tấn công, tháo gỡ bế tắc của bản dự thảo Hiệp định mùng 8 tháng 10 là ở chỗ tạm gác nhiều vấn đề chính trị nội bộ miền Nam, giải quyết theo hai bước, không đòi xóa chính quyền Sài Gòn và gạt Thiệu. Đây cũng là thời điểm nước rút của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng tại Mỹ, với đề tài trung tâm của chiến dịch vận động tranh cử của các đảng phái là chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Để tiếp tục có thêm một nhiệm kỳ nữa, Tổng thống Mỹ Nixon đã đồng ý tiếp tục cuộc đàm phán. Ngày 20 tháng 10, hai bên đạt được thỏa thuận cuối cùng, dự định ký hiệp định vào ngày 31 tháng 10 năm 1972. Thế nhưng ngay sau khi Nixon trúng cử Tổng thống nhiệm kỳ 2, phía Mỹ lại nêu ra nhiều trở ngại để trì hoãn việc ký hiệp định. Chính quyền Nixon tổ chức chiến dịch đánh phá bằng máy bay chiến lược B-52 với quy mô chưa từng có trong lịch sử chiến tranh không quân ở miền Bắc Việt Nam nhằm gây tổn thất lớn nhất có thể, ép Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chấp nhận điều kiện của Mỹ tại bàn đàm phán Paris. Quân và dân Việt Nam kiên quyết giáng trả, đập tan cuộc tập kích bằng không quân chiến lược 12 ngày đêm của Mỹ, làm nên chiến thắng lịch sử Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Bị thất bại nặng nề, ngày 30 tháng 12, Mỹ buộc phải đơn phương tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam từ Bắc Vĩ Tuyến 20 và đề nghị nối lại đàm phán ở Paris. Ngày 27 tháng 1, Bộ trưởng Ngoại giao bốn bên dự Hội nghị Paris chính thức ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Chúng tôi vui nhất là ngày 9 tháng Giêng năm 1973 là ngày mà hai bên thỏa thuận mọi điều khoản. Những điều khoản cơ bản là kết thúc hôm 9 tháng Giêng năm 1973. Là ngày đó là ngày coi như ấy, chúng tôi tất cả mọi người về đều là ôm nhau để vui vẻ coi như kết thúc. Ngày 28 tháng 1, ngừng bắn trên toàn miền Nam Việt Nam. Hiệp định Paris chính thức được thi hành. Vâng, và xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời tuần này của chúng ta, giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
Lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân. Thưa ông, tại sao nhiều người thống nhất rằng Hiệp định Paris về Việt Nam chính là một mốc son thắng lợi trên mặt trận ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh? Cái thắng lợi thì trong cái mặt trận ngoại giao đấy thì chúng ta dễ nhìn thấy, mà không phải chỉ là một số người đâu, mà đó như là một cái kết luận được thống nhất ở tất cả mọi giới mọi nơi, trong và cũng như ngoài nước. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng có lẽ phải nâng cái giá trị thắng lợi của Hiệp định Paris đấy, lên cái tầm nó là biểu hiện một cái mốc lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Là bởi vì đây không phải chỉ là vấn đề ngoại giao, mà nó là một phần trong cái sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thì cái chuyện vừa đánh vừa đàm nó như là một cái phương thức mang cái tính chất truyền thống của Việt Nam. Mình là một cái quốc gia không lớn lắm, tiềm lực quốc phòng và kinh tế không phải là mạnh lắm, mà thường xuyên phải đối mặt, phải đương đầu với những cái thế lực ngoại xâm nó cực kỳ là hùng mạnh. Mà có những cái lúc đấy là những cái thế lực đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới. Thế thì rõ ràng nếu chỉ đọ sức thuần túy về quân sự, về tiềm lực thì chắc chắn như người ta thường nói đấy, không trụ nổi một thời gian tương đối ngắn. Vậy thì nó phải có một cái cách tiến hành của kháng chiến nó hết sức là thông minh và hết sức là phù hợp. Thì vừa đánh vừa đàm, đấy là cái cách mà người Việt Nam xưa nay đã giành được thắng lợi trước những cái kẻ thù hung hãn. Thì trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đấy, là chúng ta đã có một cái cuộc đụng đầu lịch sử là với một đế quốc là hùng mạnh nhất thế giới, mạnh tới mức mà nhiều cường quốc khác cũng không dám đụng đến. Khi nói đến cái chuyện đánh Mỹ thì nói chung là ta chỉ nhận được những lời khuyên là không nên, bởi vì họ không tin là có thể giành được chiến thắng. Thế thì vì vậy khi mà chúng ta tiến hành cuộc kháng chiến này đấy, thì một mặt dốc toàn lực đưa một cái cuộc chiến tranh nhân dân có thể nói rằng là rộng lớn nhất chưa từng có để mà tiến hành cuộc kháng chiến ấy, thì phải có cái cách nào đó để buộc cái đối thủ của mình là cái đế quốc sừng sỏ ấy phải từng bước nản giảm cái ý chí xâm lược đi. Rồi nữa là từ cái chỗ làm nản làm giảm mới đi đấy, thì phải làm sao đó tăng thế và lực của mình trên trường quốc tế. Và tất cả những cái đó ấy, nó tạo thành một cái gọi là tạo ra một cái sức mạnh tổng hợp để đẩy cái vị thế của nhân dân Việt Nam lên đỉnh cao. Thì vì cái góc nhìn ấy mà chúng ta nói cái thắng lợi của Hiệp định Paris không chỉ là trên lĩnh vực ngoại giao đâu, mà nó là một cái mốc son, một cái thang bậc của chiến thắng trong toàn bộ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thì đấy, nhìn một cách toàn diện đấy, thì chúng ta phải hiểu cái thắng lợi này đấy, nó không chỉ thuần túy là một thắng lợi ngoại giao đâu. Điều gì đã khiến cho ngoại giao còn non trẻ của Việt Nam đã buộc cường quốc như Mỹ phải lắng nghe và chấp nhận các đề nghị hòa bình của mình? Có thể nói là rất là hài hước, nói là cuộc đối thoại của những người điếc ấy. Tức là anh nói cứ nói, thế và tôi thì không nghe. Thì về phía Việt Nam thì đấy là thể hiện cái lập trường kiên định. Tôi chỉ duy trì đi tới có thể ký kết được khi mà những cái điều kiện cơ bản nhất của Việt Nam phải được chấp nhận. Đấy là toàn vẹn lãnh thổ, đấy là độc lập, đấy là quân Mỹ phải rút khỏi Việt Nam, vân vân. Thì tất cả những yêu cầu đó đấy, thì người Việt Nam bàn gì thì bàn, nói gì thì nói. Nếu những cái điều kiện đấy không được đáp ứng thì coi như ông nói gì nói tôi không nghe. Thì đấy là cái mà điếc là nói theo kiểu hài hước, nghĩa là giữ vững và kiên định cái lập trường của mình. Ngược lại thì phía Mỹ cũng thế, họ cho rằng là buộc phải ngồi vào bàn đàm phán, chứ Mỹ không hề muốn là bóp mũi đánh quỵ Việt Nam cơ. Thế thì buộc phải ngồi về đấy, nhưng cũng luôn luôn muốn ký được cái hiệp định trên thế thắng, tức là cũng có những điều kiện. Thì hai bên lại điều kiện đấy nó đi ngược chiều nhau, hoặc nó không gặp gỡ nhau, thì người nói cứ nói, người nghe không nghe, thế thì nó gọi là của những người điếc. Nhưng cuối cùng ấy, thì cái quyết định thắng lợi trên bàn đàm phán lại là thực lực, lại là trên chiến trường. Thí dụ như người Mỹ đã từng đơn phương là tuyên bố là không tiếp tục đàm phán nữa, tức là phá vỡ cái tiến trình đang đàm phán ở Paris đấy. Để làm gì?
để họ gây sức ép quân sự bằng cái chiến dịch ném bom các thành phố lớn, trong đó có Hà Nội, bằng chiến lược cơ B-52. Thì đấy là họ dùng cái đó làm sức ép. Thì phải có những cái chiến thắng ngay trên bầu trời Hà Nội, bắn rơi hơn 70 cái máy bay, trong đó có hơn 30 chiếc là B-52, đến mức người Mỹ không chịu được thì lại ngồi vào bàn đàm phán. Thì như vậy là cái thắng lợi của Hiệp định Paris đấy, nó là thể hiện cái tài trí của những người làm ngoại giao, nó là kế thừa những cái truyền thống vừa đánh vừa đàm của các giai đoạn lịch sử trước của châu. Nhưng cuối cùng thắng lợi ấy không phải chỉ là tài ngoại giao đấy, mà là phải cái thắng lợi trên chiến trường. Thì cái bàn đàm phán chúng ta mới có được cái kết quả như vậy. Còn nếu như bây giờ giả sử người ta dùng B-52 để đánh vùi dập các thành phố của Việt Nam, thế rồi Việt Nam phải chịu thua trên chiến trường, thì liệu có cái Hiệp định Paris được ký kết không? Nhiều người trả lời ngay là không. Thế tức là cái thắng lợi ấy nó kết hợp cả cái thắng lợi ngoại giao, cả cái tài trí của những người làm ngoại giao đấy. Nhưng cái quyết định thắng lợi đó là ở chiến trường, trong Nam cũng như là ngoài Bắc. Xin được cảm ơn những chia sẻ của giáo sư ở phần đầu của chương trình. Đi đến thắng lợi trên bàn đàm phán của Hiệp định Paris, trước hết đó là bài học về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta mở ra mặt trận ngoại giao. Hiệp định Paris là kết quả tổng thể của tất cả các chiến thắng của chúng ta trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao, của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Là sự kiên định về đường lối đối ngoại độc lập tự chủ vì lợi ích quốc gia dân tộc, vận dụng đúng đắn phương châm ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Tinh thần kiên định, mục tiêu về độc lập, tự chủ, hòa bình. Đó là cái mục tiêu xuyên suốt và nhất quán của đường lối đối ngoại của Đảng ta, của Bác Hồ. Thứ hai nữa là cái cuộc đấu tranh chính nghĩa, cái sức mạnh chính nghĩa của nhân dân ta là chinh phục được trái tim và huy động được cái sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Cái chủ trương kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại đã tạo nên cái sức mạnh hết sức to lớn của nhân dân ta, để cho chúng ta có đủ sức để mà chiến đấu lại những cái lực lượng hùng mạnh nhất. Mặc dù 50 năm đã trôi qua, các bài học của Hội nghị Paris là hành trang quý giá để chúng ta vững bước tiến vào giai đoạn hội nhập quốc tế, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác với tất cả các đối tác đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, củng cố, nâng cao thế và lực của đất nước. Như Đại hội 13 của Đảng đã khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Với vị thế và tiềm lực mới, Việt Nam luôn sẵn sàng là một đối tác bắt những nhịp cầu đối thoại, hòa giải, kiến tạo hòa bình khu vực và trên thế giới. 50 năm đã trôi qua, ông đánh giá thế nào về bài học tìm kiếm hòa bình trên bàn đàm phán của Hiệp định Paris trong bối cảnh thế giới hiện nay? Từ cái Hiệp định Paris đấy, thì chúng ta có thể nói là rút ra những bài học, trước hết là nâng cao thêm một bước những bài học lịch sử, những kinh nghiệm lịch sử quý báu đã từng có trong rất nhiều thời kỳ lịch sử đấy. Từ kháng chiến chống Tống, chúng ta cũng có cái hòa đàm để kết thúc chiến tranh. Rồi đến kháng chiến chống Nguyên, chúng ta cũng hòa đàm để kéo dài thời gian hòa bình. Và đặc biệt là trong kháng chiến chống Minh, với sự lãnh đạo của Lê Lợi và Nguyễn Trãi, thì chúng ta đã có rất nhiều những cái kinh nghiệm trong cái việc đàm phán để mà hoãn binh, để mà tránh bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng đồng thời cũng là để kết thúc chiến tranh, làm sao như là Nguyễn Trãi nói là dập tắt muôn đời chiến tranh, tức là nó thua nhưng nó bẽ mặt đấy, mình thắng nhưng mà không quá chịu những cái tổn thất. Do đó Hiệp định Paris đấy thì cũng là kế tục của cái Hiệp định Genève, tức là chúng ta dùng ngoại giao để kết thúc chiến tranh, để làm sao đó chúng ta có được cái sự giảm thiểu ở cái mức thấp nhất tổn thất mà chiến tranh vẫn kết thúc. Và cái này là quan trọng, chúng ta tạo được ra một cái quan hệ nó đỡ căng thẳng, hận thù sâu sắc hơn sau chiến tranh. Thì cái ý nghĩa của cái thắng lợi của Hiệp định Paris, cái điều đó là cơ bản. Nhưng thứ hai đấy, chúng ta cũng phải thấy một cái bài học rất lớn là không có thắng lợi quân sự, không có thắng lợi về mặt ngoại giao, cho nên vừa đánh vừa đàm, nhưng đánh phải là cái yếu tố quyết định, cuối cùng phải là thực lực. Bài học ấy nó rất rõ ràng, chứ đừng trông chờ gì về cái ngoại giao thuần túy mà chúng ta thành công. Nó có thể giảm thiểu, nó có thể kéo dài, hoặc nó có thể tạo ra những cái thuận lợi ở khía cạnh này mặt kia, nhưng mà cuối cùng vẫn là cái quyết định trên chiến trường. Và cái thứ ba, cái điều này là
là rất quan trọng cái đó, kiên định. Ngoại giao đấy, thí dụ như người ta nói là cái cuộc đối thoại của những người điếc là bởi vì chúng ta đã kiên định cái lập trường đó đấy, thì 5 tháng, 1 năm, 2 năm không sao cả. Đấy, thì chúng ta có khi sử dụng bàn đàm phán như là một cái lợi thế để tuyên truyền về cái tình yêu hòa bình, về cái mong muốn chấm dứt chiến tranh. Thế nhưng mà cũng không phải là đây là cái chỗ mà ký vô điều kiện mà chúng ta phải kiên định. Thì đấy là một cái bài học rất lớn. Và một cái điểm nữa tôi nghĩ một bài học rất lớn ấy, là chúng ta thắng được trên mặt trận ngoại giao thì phải cái sự ủng hộ quốc tế rất lớn. Đấy, thì cái Hiệp định Paris là chúng ta đã tranh thủ cái nơi mà có thể nói là cả thế giới nhìn vào. Thủ đô của Pháp là cái nơi cả thế giới nhìn vào đấy. Thì mình chọn cái địa điểm đấy để họp cái hội nghị và đi tới mà thảo luận về các cái điều khoản của hiệp định này đấy, thì được cả thế giới trông vào. Và nhân đó thì mình mới tuyên truyền về cái tính chính nghĩa đấy, về những cái mà khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam. Và có lẽ trong suốt cái thời kỳ mà cái đoàn ngoại giao của ta ở Paris ấy đấy, thì dường như cái sự ủng hộ quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ của chúng ta tăng lên mỗi ngày một mạnh. Và đấy chính là một cái bài học lớn, là phải tranh thủ sự ủng hộ quốc tế. Đấy, thì cái một cái hiệp định quốc tế được ký kết ấy, mà được sự hậu thuẫn ủng hộ quốc tế đấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được rất nhiều những cái lợi thế và sức mạnh của chúng ta sẽ được nhân lên gấp bội. Thì đấy chính là những cái bài học rút ra từ cái thắng lợi của Hiệp định Paris. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, là những cây cầu nối Việt Nam với bạn bè quốc tế. Những ngày qua, các đại sứ, lãnh đạo các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã gửi đến người dân Việt Nam những lời chúc mừng năm mới rất đặc sắc. Is one that recognizes and values all people as equal partners, including people with disabilities. Whether it's attending concerts or sports events, taking the bus to work, or participating in their children's school events, people with disabilities face so many barriers. So this new year, let us all come together and think what we can do to remove some of those barriers. Because we all win when all people, regardless of ability, can participate fully and equally in our community. TET is an opportunity for all of us to gather with family, reconnect with one another, and to take a break from work or for younger ones from school. But not everyone has the opportunity to study in a welcoming environment. This TET, I want to support those who are working toward more inclusive education in Vietnam to ensure that education is inclusive, free from barriers, and that everyone has the opportunity to fulfill their full potential. I'm so happy to be here at Maison Chance to celebrate my first TET in Vietnam. And here I really get to experience the spirit of TET through the colorful paintings that they make. Everyone has a right to decent work. Decent work is the key to poverty eradication and to inclusion. So I wish that the Year of the Cat will bring an opportunity to everyone to take part in the workforce. That way we can prosper together as an inclusive society. Solidarity is what makes society richer and stronger. That's what Maison Chance is successfully demonstrating and living. Everyone here has a family and place to grow. Thank you, Maison Chance, for showing the way and for inviting us all to act in solidarity. Oh.
chúc mừng năm mới. Happy New Year. Bon anne. Đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.